Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Hôm nay team mình sẽ gửi đến các bạn buổi chuẩn bị Organ Cutman SV800 số lượng khủng lên đến gần 100 cây để phân phối cho nhiều đại lý tại Hà Nội. Đây là kho hàng cho những chuyến đi xa của team. Như trong video, vô số cây SV800 đang được xếp chồng lên nhau. Nào, đi xem thử với mình nhé. Rinh hàng xuống thôi các bạn. Mỗi lần hai bạn nhân viên sẽ lấy xuống khoảng 3 cây. Tiếp theo sẽ mang ra để thành hàng để dễ kiểm tra số lượng đàn đã lấy đủ hay chưa. Đàn sẽ được mang ra theo từng đợt, đợt 1, đợt 2 và rồi cứ thế tiếp tục. Vì số lượng lớn Organ đi trong chuyến này nên mình tạm thời tua nhanh bước lấy đàn ra ngoài nha mọi người. Giờ đến giai đoạn tiếp theo, bạn nhân viên và mình sẽ kiểm tra ghi lại thông tin seri đàn trước khi xuất kho. Đàn được xếp thành hàng để chuẩn bị đến bước cuối cùng, chính là bước quấn ni lông. Mỗi lần quấn ni lông sẽ là 3 cây và được hai bạn nhân viên từ từ cẩn thận quấn thành nhiều lớp để tránh bị ướt do trời mưa và chảy xước trong quá trình vận chuyển. Trong khi đó, mời các bạn cùng tìm hiểu về SV800 nhé. SV800 trang bị 61 phím đàn, có 3 mức độ phản hồi lực nhấn, màn hình LCD 7 inch dễ dàng thao tác, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các chức năng hiển thị trên màn hình cảm ứng, đặc biệt là band 4 chiều để khách có thể luyến lấy bản nhạc dân tộc hoặc những bài nhạc Hoa. Âm thanh trên đàn tích hợp đa dạng, đàn nhiều chức năng kết nối như chức năng audio để xuất âm thanh dạng MP3, WAV vào USB và nhiều chức năng phải có trên những cây organ cao cấp như transpo tăng giảm tông, metronome dùng để đếm nhịp, split mode với bàn phím, recording ghi âm, chỉnh tempo, chế độ tự động tắt khi không sử dụng. Đàn có hai bộ loa kép công suất 15W và 25W. Kết nối micro USB MIDI sẽ giúp bạn kết nối với máy tính và các loại nhạc cụ khác ngay trên đàn. Kết nối pedal giúp bạn có thể kết nối với pedal piano để tạo ra những bản nhạc chất lượng sống động nhất. Ngoài những điểm nhấn về công nghệ nêu trên thì 17 triệu chắc chắn sẽ là một mức giá ngon nhất trong phân khúc organ cao cấp. Bên cạnh đó, Minh Phụng Music sẽ đem đến bạn chế độ bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là buổi chuẩn bị số lượng khủng đàn SV800 để đem đến khách hàng tại miền Bắc đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập mới sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.